Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến 8 giờ ngày 1 tháng 3, Đà Nẵng đã ghi nhận và cách ly 20 trường hợp nghi ngờ COVID-19, trong đó có 17 người Việt Nam và 3 người nước ngoài. Hiện tại sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Thành phố cũng đang giám sát tại cộng đồng 19 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Cùng với đó, Đà Nẵng đang theo dõi tại các khu cách ly tập trung 612 trường hợp. Hiện tại địa phương chưa ghi nhận ca nào dương tính với COVID-19. Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, trong ngày 29 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã giám sát 34 máy bay với 1.960 người nhập cảnh, trong đó có 333 trường hợp phải khai báo y tế.